họ vừa rồi thì các em cũng thấy cái phần giao thoa ánh sáng này nó cũng tương đối nhẹ, mà thôi chúng ta cũng trên tinh thần là chúng ta phải đề phòng hết mọi khả năng, cho nên khả năng nào chúng ta cũng phải chịu khó chúng ta học hết, chứ đừng vì thấy nó hơi nhẹ mà chúng ta đánh giá cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia nó nhẹ là coi chừng là cũng sai lầm. Đề đây gọi là đề minh họa chứ đâu phải đề thi đâu. Mà ví dụ các bạn cầm một cái gói mì tôm ở trên tay, các bạn thấy không, trong cái tô mì tôm trên cái hình minh họa này thấy không, có hai con tôm to đùng, có cục thịt bò nữa, nhưng mà thực tế đi thi khi chúng ta mở gói mì tôm ra thì có cái gì ở bên trong đâu, cho nên đó gọi là hình minh họa. Hiểu hiểu ý chỗ đây không? Cho nên nhiều bạn thắc mắc là tại sao chúng ta học này cứ học khó như vậy trong khi đề thi nó dễ. Chúng ta không biết trước được điều gì đâu, chúng ta thà học khó làm dễ còn hơn là chúng ta học dễ mà đi thi chúng ta gặp nó khó khăn. Chính vì vậy mà với lại đa phần cái nhóm chúng ta học đây là toàn những bạn học mức độ là được, nên chúng ta cần phải đề phòng mọi mọi khả năng đó nha. Về cái dạng bài tập này thì nó rơi vào dạng bài tập số 8 á nhá, trong tài liệu đó là trang thứ 48, dạng bài tập giao thoa với hai nguồn lệch pha không đổi. Thì ở bên phần sóng cơ các bạn nhớ một điều là gì à? Chúng ta cũng có học dạng bài tập là giao thoa với hai nguồn như nào, cùng pha là chủ động. Tuy nhiên bên cạnh đó các bạn cũng học cái trường hợp hai nguồn của chúng ta là hai nguồn ngược pha. Đấy, có thể là vuông pha và có thể là lệch pha nhau một góc bất kỳ. Được chưa các em? Như vậy sóng cơ thì nó cũng có trường hợp là hai nguồn cùng pha, hai nguồn ngược pha, vuông pha và có thể lệch pha nhau một góc. Chính vì vậy mà đối với sóng ánh sáng cũng có cái trường hợp tương tự nhá. Chính vì vậy mà chúng ta cũng xét trường hợp là hai nguồn của chúng ta là lệch pha nhau một góc bất kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét về lý thuyết nha. Cái này thì dạng này nó cũng hơi hơi nằm ở mức độ là cũng hơi hơi ngoài ngoài chút xíu rồi. Chính vì vậy chúng ta học theo kiểu đề phòng thôi. Chính vì vậy chỉ nói nhanh. Chúng ta chỉ nói nhanh ở mức độ là vừa phải thôi. Lý thuyết hả, rồi sau đó chúng ta vận dụng và chúng ta làm và chúng ta nắm chắc cái công thức nha. Thì có thể nếu mà nói nhanh như vậy thì sẽ rơi vào cái trường hợp là một số bạn thì lý thuyết là chưa nắm nắm vững lắm, nhưng mà điều đó thì không quan trọng lắm đâu. Chúng ta chỉ cần đối với dạng bài tập này thì chúng ta chỉ cần nhớ kỹ cái công thức của nó và vì sao hai nguồn này lệch lệch pha nhé. Chúng ta quay lại cái thí nghiệm mà giao thoa ánh sáng với khe dâm nha các bạn. Ở đây thì các bạn thấy rằng là cái hai cái nguồn S1 và S2 của chúng ta là bố trí theo kiểu đối xứng nha. Đối xứng là đối xứng so với cái nguồn nguồn S nha, lưu ý chỗ đây cái nhá. Sau đó ánh sáng từ hai nguồn S1 và S2 này nè. Ánh sáng từ hai nguồn S1 và S2 nó sẽ đi di chuyển tới tới màng. Như vậy tại điểm O thì các em thấy điều gì xảy ra hả? Tại điểm O ta hay gọi nó là vòng sáng trung tâm và nó tương ứng với cực đại bên giao thoa sóng sóng cơ. Các bạn thấy hình ảnh này cũng giống giống giao thoa sóng cơ này với hai nguồn S1 với S2 này, và tại O là nằm trên đường gì này, đường trung trực, và các em biết rồi đường trung trực sẽ dao động với biên độ gì, cực đại, mà cực đại đây tương ứng với nó là vòng sáng. Như vậy hình ảnh này tương tự như giao thoa sóng nước sóng cơ với hai nguồn S1 và S2 là cùng pha. Thế điều gì xảy ra nếu hai nguồn này ngược pha hoặc là vuông pha hoặc là lệch pha nhau một góc bất kỳ? Thì lúc này tại O đây không còn là vòng sáng trung tâm. Thế bây giờ làm thế nào để hai nguồn này ngược pha nhau một góc bất kỳ em? Lệch pha nhau một góc bất kỳ thì xin lỗi. Đấy. Vậy ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp tất cả. Trường hợp thứ nhất, là dịch chuyển nguồn S theo phương song song với S1 S2. Vậy dịch chuyển có nghĩa là dịch chuyển như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ xét trường hợp đơn giản nhất là dịch chuyển theo phương song song với S1 S2. Chúng ta cho là S chúng ta di chuyển tới vị trí mới là S7. Thế điều gì xảy ra em? Đấy.
Hồi nãy là khi nguồn của chúng ta là ở S, nguồn ở S thì S1 và S2 về cơ bản là nhận sóng đồng thời. Tuy nhiên bây giờ nguồn của chúng ta dịch về S phẩy, nguồn của chúng ta S lên S phẩy, thì em thấy rằng trong hai nguồn này nguồn nào sẽ nhận được sóng sớm hơn? Thì rõ ràng cái thằng S phẩy này nó sẽ gần S1 hơn. Chính vì vậy sóng từ S phẩy mà lên S1, từ S phẩy truyền cho S2 thì rõ ràng con đường nó xa hơn. Như vậy S1 này là nhận sóng trước, S2 nhận sóng sau. Vậy chính vì vậy anh này nhận sóng trước thì anh này sớm pha hơn, anh này muộn pha hơn. Vậy lúc này hai nguồn này là hai nguồn như nào đó em ạ? Lệch pha nhau đó, lệch pha nhau mất rồi, không còn là cùng pha giống hồi nãy nữa. Như vậy lúc này thầy O có còn là con sáng trung tâm nữa không? À không còn. Thế thì vấn đề đặt ra tại O nó là cái gì? Thì lúc này cái con sáng trung tâm ban đầu chúng ta nó nằm ở đây mà nó không còn nằm ở đây nữa, nó sẽ bị gì? Dời đi. Nó dịch chuyển đi đến vị trí mới. Cũng giống như chúng ta xếp hàng chào cờ vào các buổi sáng thứ hai ha. Thì nếu chúng ta đứng không đúng vị trí thì người điều khiển người ta có thể yêu cầu các bạn bước sang trái hoặc sang phải một bước hoặc hai bước. Thì về cơ bản tổng thể là cái hình đội hình là không đổi. Tuy nhiên cái vị trí của các lớp là không còn ở đúng vị trí ban đầu. Thì đây chính là nội dung của bài toán. Và ở đây chúng ta chỉ có một cái kết luận thôi. Thứ nhất là kết luận thứ hai, xin lỗi, hai kết luận đó là phẳng không không đổi. Như ban đầu nha, như ban đầu. Thứ hai là hệ vân sẽ dời đi một đoạn, dời đi một đoạn, và đoạn này là đoạn bao nhiêu? Thì thôi, cái phần này chúng ta không có chứng minh nữa. Trong các tài liệu thì nó cũng có chứng minh rồi hả? Còn các bạn tham khảo thêm nhiều nguồn khác nhau, chúng ta chỉ lấy kết quả thôi. Hệ vân sẽ dời được đoạn là bằng trừ d trên d phải nhân x. Hai hệ vân tức là vân trung tâm O nó sẽ không còn ở đây nữa, nó sẽ bị dời đi một đoạn. Thì ở đây thì có dấu trừ để làm gì? Để hiểu rằng hai anh này là dịch chuyển theo phương ngược nhau. Tức là gì em ạ? Nguồn S của chúng ta đi lên thì như thế nào em ạ? Thì vân trung tâm hoặc là hệ vân chúng ta nó sẽ dời đi đi xuống, để hai anh này là luôn luôn cùng phương ngược chiều. Và điều này cũng đúng với đối với sóng cơ đúng không? Các em còn nhớ nếu hai nguồn mà cùng pha thì đường trung trực là cực đại. Thế hai nguồn mà lệch pha nhau bất kỳ thì như thế nào? Thì cái đường trung trực của chúng ta nó sẽ như thế nào? Cái vân cực đại trung tâm nó sẽ bị dời. Và dời về phía nào? Về phía nguồn trễ pha hơn. Thì đây em cũng thấy đây, đường trung trực dao động biên độ cực đại nếu hai nguồn cùng pha. Mà bây giờ nguồn S1 này sớm pha hơn thì suy ra hệ thống sẽ dời xuống dưới, dời về phía gần anh S2 nhé. Trong đó D phải là đoạn nào? Thì D đây này vẫn như cũ, D phải là đoạn này. Hai, D phải là gì hả? Khoảng cách từ nguồn sáng S ban đầu tới hai khe. D phải, D là khoảng cách từ hai khe tới mạng. Còn X là gì? Là độ dịch chuyển của nguồn. Còn Y là độ dời của hệ vân. Độ dời của hệ vân. Rồi các em nắm lý thuyết nha. Rồi có bạn nào thắc mắc thì chúng ta trao đổi thêm nhé. Ở trong tài liệu thì nó có những cái dạng bài tập, nó cũng làm tương đối kỹ rồi, và có thể có thêm phần chứng minh tương đối rõ nữa. Nếu về nào chưa rõ thì chúng ta về nhà xem thêm nhé. Chúng ta sẽ làm một cái câu để minh họa cho cái lý thuyết mà chúng ta vừa nói. Được chưa các em ạ? Chúng ta đọc yêu cầu đề bài. Câu 21 trang 52 nha các em. Rồi chúng ta cùng đọc đề. Một nguồn sáng đơn sắc S
cách mặt phẳng hai khe một đoạn D. À, đoạn đây nó ký hiệu D nhỏ, và D nhỏ này chính là D, D phải. Hai khe cách màng một đoạn 2,7 mét, hai khe cách màng một đoạn 2,7 mét. Cho F dịch chuyển theo phương F1, F2 về phía F1 một khoảng 1,5 mm. Theo phương F1, F2 là dịch chuyển lên xuống về phía F1 đây bên trên, đoạn F, F phải. Chính là bằng ý định 1,5 mm. Hệ văn giao hoa sẽ dịch chuyển theo phương song song F1, F2 về phía F2, cũng là hệ văn nó sẽ dời, dời xuống do cùng này, dời lên nhé. Đấy, vậy thì đối với bài này thì nếu bạn nào mà chưa gặp thì kết luận rất là khó để có thể trả lời được. Tuy nhiên nếu chúng ta gặp rồi thì mọi việc rất là đơn giản, chỉ cần chúng ta ấy công thức này là được. Đấy, các bạn thay số vô tự bấm cho thầy nhé. Đấy, có công thức rồi thì chúng ta chỉ cần thay số vô thôi. Đấy. Đấy, công thức này đúng không? Biết công thức được cho nhớ nha. Là mấy? 1,5 mm. Ở đây chúng ta để mm được nha. Lý do là mấy em ạ? Còn y còn mấy em ạ? Y là độ dịch chuyển của hệ văn, đề bài ta cho là bằng 4,5. Và từ đây ta rất là đẹp phải. Rất là đẹp. Được chưa các em? Ta đáp là 0,9 em. Sau một hồi tính toán chúng ta có được kết quả này. Sao? Được không? Rồi, đã làm được câu 21 thì chúng ta tiến xa một tí, chúng ta sẽ làm câu 22. Bạn nào hỏi mà liên quan đến bài học thì thầy trả lời luôn nhé. Còn bạn nào mà hỏi những vấn đề khác thì đợi lúc thời điểm thích hợp nhé. Câu 22, nội dung nó cũng na ná giống cái bài chúng ta vừa làm. Tuy nhiên bài này thì ở góc độ nó đã đỡ hơn một chút, hay hơn một tí, xin lỗi. Trong thí nghiệm giao thoa dân, hai khe cách F1, F2 một đoạn 0,8 mét. Khe cách F1, F2 đoạn 0,8 mét thì đây chính là D phải. Màng cách F1, F2 một đoạn D là 2 mét. Khoảng cách giữa hai khe A nhỏ bằng 1 mm. Dùng ánh sáng có mức sóng lambda bằng 0,5. Hỏi phải dịch chuyển F một đoạn tối thiểu là bao nhiêu? Thì biết đây. Theo phương song song với màn để vân trung tâm trở thành vân tối, để vân sáng trung tâm trở thành vân tối. Rồi, vân sáng trung tâm đây là thầy đang vẽ cái trạng thái ban đầu nha. Đây thầy đã nghĩ là trạng thái ban đầu với vân sáng trung tâm là phải O nha. Thế bây giờ tại sao vân sáng trung tâm lại trở thành vân tối về? Cái điều gì xảy ra nếu mà cái nguồn sáng S của chúng ta nó di chuyển đi lên về phía S1 nhé. Điều gì xảy ra nếu nguồn S của chúng ta di chuyển đi lên?
thì hệ văn sẽ dời xuống. Thế làm thế nào để O này trở thành văn tố được? Thì các văn ở phía trên như chúng ta đề là nó sẽ bị dời đi. Vị trí O là cố định, vị trí O là cố định, vị trí nha, điểm O là cố định. Thì các văn ở bên trên nó sẽ dời xuống, nó lấp chỗ, nó chiếm chỗ. Giống như bài toán này chúng ta xếp hàng, chúng ta là lớp 12A1, 12A2, nhà A3 gì đó, chúng ta đang đứng ở vị trí A1. Thế điều gì xảy ra nếu chúng ta dời đi bước, hai bước? Thì lúc này vị trí M đó sẽ không thuộc về chúng ta nữa, mà sẽ thuộc về lớp khác. Và cái lớp khác nó sẽ đi tới đó, nó đứng ở chỗ M. Ở đây tương tự, O là bằng lớp cố định, thì các văn bên trên nó sẽ như nào? Di chuyển xuống dưới, nó lắm chỗ. Và theo em, để M, để O này trở thành văn tối, thì văn nào sẽ lắm xuống? Thì có nhiều văn đó. Văn tối này nó lắm xuống là không được. Văn tối này lắm xuống cũng được, thậm chí có những văn tối từ bên ngoài. Tuy nhiên chúng ta đang xét là tối thiểu thì chỉ cần văn tối bậc một, nó xin lỗi, văn tối thứ nhất nó chiếm chỗ, đúng ghê này, văn tối thứ nhất chiếm chỗ. Mà nếu văn tối thứ nhất mà chiếm chỗ đi xuống này, thì lúc này hệ thống văn sẽ dịch bao nhiêu? Giờ bao nhiêu cái này? Bỏ dấu trừ đi nha. Thì tại sao lại dời y trên 2 em này? Vì cái khoảng cách đây là y trên 2 mà. Thì sợ đến anh này anh xuống chín chỗ thì anh sẽ dời đi một đoạn là y trên 2. Vì khoảng cách giữa một vân sáng và vân tối liền kề là một nửa vân sáng rồi. Giải phương trình này thôi. Tất nhiên thầy biết vậy là hơi vô lý, thế chứ dấu trừ. Chúng ta bỏ dấu trừ đi nha. Đấy. Ok chưa? Ồ, các bạn huy động thả tim mà, thế là tốt, thả cho đủ 500 nhá, 499 nó buồn lắm ấy. Rồi chúng ta xử lý cái phương trình này thôi. Được chưa? Tính tự tính được các em, chẳng lẽ bây giờ thầy lại tính cho nữa, lớn rồi mà. Đâu, tự tính không của em? Đề phải y tổng văn đề phải yêu cầu chúng ta tìm cầu nào, xin lỗi ít kìa, tìm ít nha. Đấy. Chúng ta đổi đơn vị nhá, cho nó chắc ăn nha, lăng tăng gì đấy thì đổi nha. Bạn nào mà không xem được buổi hôm nay thì chúng ta xem lại trên YouTube hoặc lên Facebook coi lại cũng được nha. Coi YouTube thì chất lượng như chắc có vẻ nó cao hơn. Vậy dễ không các em ạ? Đấy, tương tự nha, thầy chỉ làm cho các bạn hai ví dụ thôi, còn trong tài liệu nó có rất là nhiều cái ví dụ khác nữa. Cũng như có những bài mẫu rồi các em về nhà chúng ta xem thêm nhé. Đó là loại thứ nhất nha. Giao thoa với hai nguồn lệch pha không đổi của trường hợp thứ nhất, đó là nếu chúng ta dời S đi ha. Yên tâm đi, đề bài nó ra tới đây là thuộc loại cũng hơi ấy rồi đấy, cho nên thôi không lo đâu, các trường hợp nó dịch chuyển xiên xẹo như nào thì chúng ta không có học nhé. Đó có trường hợp thứ hai, loại thứ hai. Ta đặt sau hai khe một cái bảng mặt song song nhé. Đặt sau hai khe một cái bảng mặt song song. Đấy, chúng ta vẽ hình minh họa luôn nhé. Thôi thầy tận dụng cái hình cũ thôi.
ta đặt sau hai khe một bảng mặt song song. Ai không sáng thì mình hát nha. Ta lấy ví dụ điểm M bất kỳ, nó sẽ nhận được hai ánh sáng nha. Điểm M bất kỳ này đang nhận được hai ánh sáng nha các em. Thế bây giờ điều gì xảy ra nếu ta đặt sau S1 một cái bảng mặt song song? Bảng mặt này có bề dày là E và chiếc suất là M. Thì trong quá trình tia sáng thì chúng ta đang đi như thế này thì gặp bảng mặt song song. Như vậy điều gì xảy ra khi ánh sáng chui vào bên trong bảng mặt song song kia? Thì các em biết rồi, vận tốc ánh sáng là lớn nhất trong môi trường nào? Chân không hả? Thứ nhì là môi trường nào? Không khí. Và sau đó khi đổi môi trường, tức là đi qua các môi trường khác thì điều gì xảy ra các em? Thì vận tốc ánh sáng nó sẽ giảm. Đây, hồi nãy nó đang trên đường đi rất là nhanh đúng không? Bây giờ đi vào đây thì vận tốc ánh sáng nó sẽ bị giảm. Mà giảm thì nó đi chậm lại. Mà đi chậm lại thì nó tốn rất là nhiều thời gian để nó đi đến một. Như vậy đáng lẽ như ban đầu, ví dụ như thầy lấy ví dụ nha, ban đầu đi từ S1 tới M nó tốn 1 giây đi ví dụ. Bây giờ nó đi chậm lại thì rõ ràng nó sẽ tốn giây rưỡi chẳng hạn. Mà khi nó đi chậm lại thì cái sóng này, cái sóng từ S1 chuyển tới M nó sẽ bị chậm lại. Mà chúng ta quy ước như vậy, ta hay nói nó là chậm pha. Mà chậm pha thì điều gì sẽ ra? Hệ thống văn sẽ như thế nào? Dời về phía nguồn chậm pha. Mà dời về phía nguồn chậm pha thì đây, nó sẽ dời lên. Thế thôi, không những vân trung tâm dời mà toàn bộ hệ vân nó sẽ dời. Và nó dời về phía nào? Về phía cái khe nào chúng ta có đặt bảng mặt song song. Nhớ nhá. Lý do là cái khe nào mà chúng ta đặt bảng mặt song song thì chúng ta sẽ làm cho cái ánh sáng đi từ ra từ cái khe đó nó sẽ chậm pha hơn so với ban đầu. Mà chậm pha hơn so với ban đầu thì lúc này hệ thống vân sẽ dời về phía chậm pha. Và cái độ dời của hệ vân, đầu tiên là khoảng vân cũng như cổ mà. Nắm là được rồi, đối với dạng bài tập đấy chúng ta chỉ cần nắm công thức là hệ thống vân nó sẽ dời, nhưng mà dời về phía nào em phải nhớ nha, về phía cái nguồn mà đặt bảng mặt song song, được chưa các em ạ? Chúng ta làm cho thầy câu 27-52. Rồi chúng ta đọc yêu cầu đề bài và tiến hành làm nhé. Cho các bạn 2 đến 3 phút nhé. Rồi các em xử lý luôn bài này đi nha. Rồi chúng ta đọc yêu cầu đề bài nha. Người ta cho khoảng cách như hai khe A hả? A rồi. Cho dê lớn bằng 3 mét, bước sóng 0,5. Đặt ngay sau khe S1 một bảng mặt song song có bề dày E là bằng 10 micromet. Nếu chiết xuất của bảng mặt là 1,51 thì độ dịch chuyển của vân sáng chính giữa so với khi chưa đặt. Rồi chúng ta tóm tắt ra được là chúng ta sẽ vận dụng công thức chúng ta làm thôi.
Chúng nó E là bề dày của bản mặt song song nha các em. Còn N là chiết xuất của bản mặt song song. Hệ thống vân sẽ dịch chuyển một đoạn bao nhiêu thì đó chúng ta dừng công thức này luôn nha. Đấy. Công thức này nó về nguyên tắc thì các bạn phải đổi toàn bộ đơn vị, nhưng mà thôi đối với dạng này chúng ta khỏi đổi cũng được. Chúng ta luôn luôn có quy ước là gì hả? Là D là mét, A là mili, các đại lượng còn lại thì mili hết đúng không? Trong đó chỗ này các bạn thấy công thức này nó giống khoảng vân không? Y là bằng lambda D thế này. Chính vì vậy cái chỗ này đơn vị của nó là micro nha. Mà micro thì E chúng ta để micro cũng được nha. Còn bạn nào cảm thấy khó hiểu quá thì các bạn cứ đổi hết cho thầy nha. À, chúng ta bấm máy tính nha. Đừng nó nhỏ nha, nhỏ nhiều đầu có khói đấy. Chúng ta được 15, 18 như thế. Sao được chưa các em này? 15,3 mili. Chúng ta được đáp án là câu A nhé. Rồi làm một câu nha, câu 20 cho năm 2. Câu 20 cho năm 2. Rồi các bạn cũng đọc yêu cầu đề bài nhé. Bài này về cơ bản nó cũng giống như bài vừa rồi, nhưng ở cấp độ nó nâng cao lên một tí. Nó hỏi cái khác nha, nhưng mà về cơ bản nó cũng vậy thôi nha. Rồi chúng ta tiếp tục bài 20 nha. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của dân, khoảng cách giữa hai khe là S1, S2 bằng 0,5 mili. Khoảng cách hai khe đến màn là D 1,5 m. Rồi O là trung tâm màn giao của đường trung trực S1, S2 và màn E. Đây O. Khe S1 được chắn bởi một bản mặt song song có chiết xuất là 1,5. Bề dày là 10 micromet. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng lambda bằng 600 nano nhé. Khoảng cách từ ô tới vân sáng bằng 2 xa nhất. Khoảng cách từ ô ô bây giờ nó chỉ đóng vai trò là một điểm thôi nha, chứ không phải đóng vòng sáng trung tâm nhé. Đến vân sáng bằng 2 xa nhất. Anh thầy để cho trạng thái ban đầu nhé. Khoảng cách từ ô đến vân sáng bằng 2 xa nhất. Bài này chúng ta thử tính thử nha, chúng ta làm cái kiểu truyền thống á, chúng ta tìm khoảng cách từ ô đến vân sáng bậc 2. Đoạn này là mấy y các em này? Là 2 y. Vậy chúng ta làm thử nha. Tính y trước hả? Lambda đổi ra micromet nha các em, 0,6 D 1,5 A
và khoảng cách đó chính là bằng 2. Chúng ta sẽ ra một cái đáp án là 3,6 mm nhé. Và chúng ta coi thử trong tài liệu có đáp án này không. À, chúng ta chọn đáp án B nha, là 3,6 mm. Theo em thì đáp án này đúng hay không? À, mọi việc nó không hề đơn giản như chúng ta vừa làm. Và cái đáp án vừa rồi là đáp án gây nhiễu, hay còn gọi là đáp án lừa. Và nếu chúng ta bị lừa, chúng ta khoanh vào đây thì điều gì xảy ra? Thì các bạn đã mất một cọc, cái cơ hội, cái con đường mà các bạn được điểm cao nó sẽ bị giảm xuống một tí nhé. Theo đây, tại sao cái đáp án này lại sai? Đáp án này sẽ đúng với điều kiện chúng ta không đặt bảng mặt song song. Và khi chúng ta đặt bảng mặt song song thì hệ thống vân nó đâu còn nằm ở đó nữa đâu em. Điểm O, đây người ta đang nói là điểm O thì nó vẫn nằm im ở đó, nhưng mà vân bậc 2 thì nó đâu còn nằm ở đó đâu. À, chính vì vậy nó đã bị dời đi rồi em. Vậy nó dời đi bao nhiêu? À, chúng ta phải tính độ dời của hệ vân hả? Vậy nó giờ đi bao nhiêu? 15 mm. Vậy anh này, O là cố định, nó vẫn nằm ở đây nha em. O là cố định nằm ở đây, thầy nói lại nha. Vân trung tâm nó giờ đi, ở đây người ta hỏi O chứ không phải là hỏi vân trung tâm nha. Như vậy O vẫn nằm ở đây. Anh 3,6 nó giờ đi 15 mm. Thì theo em lúc này nó sẽ cắt O bao nhiêu? À, đang ở vị trí 3,6 nó bị giờ đi ra xa. Không được. Tại vì đặt bảng mặt song song đây là hệ thống vân nó dời lên là đúng rồi nha. Được chưa? Như vậy 3,6 nằm ở đây, đây là vân sáng bậc 2 nó sẽ dời được 15. Vậy đáp án cuối cùng là bao nhiêu? 18,6. Thì nhiều bạn thắc mắc là cái vân bậc 2 ở phía dưới này thì như thế nào? Ờ, nó cũng dời lên. Nó dời 3,6 là nó quay về ổn. Và nó dời đến 15 lần mà. Đúng chưa? Vậy nó còn bao nhiêu nữa em ạ? 11,4. Vậy nó sẽ cắt vân O là 11,4. Đáp án này đáp án gần nhá. Đáp án này đáp án lớn nhá. Chúng ta chọn đáp án 18,6. Chúng ta bị lừa là chúng ta sẽ khoanh câu C dính 11,4 và sai tiếp nhá. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta phải là 18,6. Câu A. Thì đấy là thầy hướng dẫn cho các bạn 1-2 bài gì đấy liên quan đến cái dạng bài tập này. Mỗi ví dụ là 2 bài để hôm nay chúng ta nắm được cái phương pháp rồi chúng ta bắt đầu chúng ta làm. Được chưa các em? Trong tài liệu chúng ta thì có cái dạng bài tập số 9 đó. Ngày hôm qua chúng ta cũng đề cập sơ sơ rồi. Dạng cuối cùng đó. Đó là dạng bài tập thí nghiệm và một số cái bài tập phát triển tư duy ấy. Thì ghi dạng số 9 là thí nghiệm giao thoa ánh sáng các bài toán phát triển tư duy. Thì chúng ta đã làm các bài tập liên quan đến thí nghiệm giao thoa ánh sáng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái nội dung tiếp theo là các bài toán phát triển tư duy. Tức là những bài tập ở mức độ khó nha. Được chưa các em? Được chưa các em? Rồi chúng ta sẽ qua dạng bài tập thứ 9 này nha. Chúng ta sẽ làm một vài bài ở cấp độ khó. Là chúng ta đã hoàn thiện cái chương sóng ánh sáng này rồi nha.
được chưa? À, những cái dạng bài tập nào mà bạn nào chưa ấy thì chúng ta về nhà chúng ta tự nghiên cứu thêm nhé. Thứ hai nữa là thầy đã gửi lên mail hả? Mail lớp, cũng như thầy chia sẻ cái đường link để download cái đề 30 câu dao động điện từ và sóng ánh sáng nhé. Về nhà các em làm nha, bữa sau chúng ta sẽ chữa cái tờ này nhé. Đề này nó thầy làm ngắn thôi, thầy làm 30 câu để sửa cho các bạn làm quen lại nhé. Cái bài toán này phát triển tư duy thì những bài tập này nó sử dụng suy luận là chủ đạo, mà chính vì nó dựa vào suy luận nên chúng ta không có phương pháp gì ở đây cả nha. Chúng ta nắm kỹ về cái lý thuyết giao thoa ánh sáng đấy, chúng ta nắm vững cái lý thuyết đấy rồi chúng ta sử dụng, chúng ta làm thôi. Giờ ở đây chúng ta không có phương pháp gì để giải quyết cái bài này. Chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ, bắt đầu từ ví dụ nào nó tương đối nhẹ nhàng một chút xíu đi. Câu số 7 trang 55 nha em, của dạng số 9 đó nha. Câu số 7 nha, trang 55. Câu số 7 nha các em. Thực hiện giao thoa khe dân, nguồn đơn sắt có bức sóng lambda là 400 nanomet. Khoảng cách giữa hai khe A là bằng 1 mm. D là bằng 3 mét. Trên màn xét điểm M cách vân trung tâm 10 mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng hai khe một đoạn 1 mét. Quan sát từ từ lại gần mặt phẳng hai khe đây. Chúng ta giờ nào nha, giờ nào và giờ tối đa chỉ được 1 mét thì M chuyển thành phân tối M đây, thầy vẽ một số phân tối nha. Đấy. Thế ban đầu M nó là phân tối phân sáng nha. Có thể đối với những dạng bài tập như này chúng ta khỏi cần kiểm tra M là phân sáng hay phân tối nha. Tuy nhiên đối với chúng ta bây giờ chúng ta đang làm ví dụ mẫu, chúng ta cần phân tích cho nó rõ nha. Bây giờ chúng ta kiểm tra được y ban đầu không ạ? Lambda là 0.4, d là 3. Vậy lúc này tọa độ M là bằng mấy này? 10 mm. Từ đây cũng là KM. Nếu KM là số nguyên 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì nó sẽ là vòng sáng số bán nguyên 1, 2, 3, 4, 5 thì 5, 5 nó là vòng tối. Còn không rơi vào hai trường hợp nó là vòng bất kỳ. Nó là bằng 8.3 này. Con thứ 3 không phải là vòng sáng, không phải là một nó là một vân nào đó. Thế điều gì xảy ra nếu chúng ta dời hệ vân này lại gần? Đúng kìa. Thì chúng ta phân tích hiện tượng nha. Đây thầy làm nó có thể nó hơi thừa nhưng mà để chúng ta phân tích cho nó rõ nha. Thì điều gì xảy ra thì D nó sẽ giảm. D càng ngày càng giảm, Y cũng giảm. Thì điều gì xảy ra? Đây thầy vẽ thêm cho các bạn. Con sáng này. Y giảm cái điều gì xảy ra nhé? Y giảm cái là đây nó co lại, nó co lại thì điều gì xảy ra? Giống như bài toán ta đang xếp 10 hàng, mà bây giờ co lại là ta dồn lại đấy, cái bề rộng nó càng ngày càng nhỏ lại. Co lại tức là sẽ xảy ra hiện tượng gì em này? Giờ này ta không làm nói, tức là các vân từ bên ngoài nó làm sao? Nó lấn vào bên trong, và nó lấn vào bên trong thì điều gì xảy ra đối với K của em mời? Ví dụ như KM giờ nó đang bằng 8.33, không phải là vòng sáng cũng không phải là vòng tối. Tuy nhiên ví dụ thằng này
gần nó nhất là K bằng 9. Thì điều gì xảy ra đối với thằng này? Nó lắm vào bên trong, có nghĩa là đến một lúc nào đó thì nó sẽ nằm ở đây. À, như vậy KM sẽ lớn dần, lớn dần, lớn dần, lớn dần. Vậy lúc sau KM lúc này vậy. Dịch chuyển 1 mét còn lại 2 mét nha. 10 chia 0,8 12,5. Ồ, lúc này nó đang là con tố ở đây. KM ban đầu chỉ có 8,3 thôi. Vậy bây giờ nó chuyển thành 12,5. Vậy chứng tỏ có những cái vân sáng nào lẫn vào này. Vân K bằng mấy? Bằng 9 xuống. Sau đó bằng 10 xuống, 11 xuống, 12 xuống. Vậy mấy lần? À, 4 lần. Đây, 4 lần chuyển thành vân sáng. Nhưng mà đề bài đang hỏi chuyển thành vân tối cơ em. Đây, vậy mấy lần chuyển thành vân tối? K nó bằng 8,3. Vân tiếp theo là tối là 8,5 nó xuống. 8,5, 9,5, 10,5, 11,5 và 12,5. Đấy, 12,5 được mà. Ta chọn đáp án nào với em này? Thì tất nhiên dạng bài này chúng ta có thể có nhiều cái cách khác lập luận nha, nhưng mà thôi theo thầy là cái cách này là thuộc về hay nhất rồi đấy. K ban đầu và tìm K lúc sau nhé. Sao có bạn nào trao đổi thì chúng ta nhắn tin ở đây thì thầy sẽ trả lời luôn nha. Được không các em à? Sao cái cách lập luận này có hiểu được không hả? Nghe có rõ mà, có vấn đề gì thì phản hồi lại nhá. Ok chưa? Trời ơi, học gì mà số người học ít hơn số người toàn anh chị năm trên vô chơi là chủ yếu, cho cái số học gì mà lười quá các bạn. Đoạn đầu nó còn nhiều nhiều tí, đoạn sau cứ càng ngày nó rơi rụng dần, rơi rụng dần. Thầy đưa bài giảng này lên YouTube nhá, sau khi thầy chỉnh sửa cắt gọt cho nó ngắn lại nhé nha. Các bạn vô đấy xem rồi đăng ký kênh luôn nhé, để những bài sau chúng ta có chúng ta học luôn cho mình thành một dây một hệ thống đi. Không biết dịch nó khi nào nó hết đây. Chúng ta làm bài 9 hả? Câu số 9 trang 55-56 nhé. Được chưa các em? Rồi chúng ta đọc đề đi nha. Bài này cũng là một bài ở mức độ rất là hay nhé. Nó phối hợp giữa giao thoa ánh sáng và dao động điều hòa. Nó cũng cho A nhé là 0,5 mm, D bằng 2 m, ánh sáng có bức sóng lambda 500 nanomet. Thấy chưa? Đó là một vài cái dữ liệu ban đầu. Ban đầu 1 m đặt cách mặt phẳng giữa hai khe là 1 m. Ở đây phải nha. 1 m này.
và cách đều hai phe và O là vị trí vân sánh trung tâm trên mạng cái to này. Cho nguồn S bắt đầu dao động điều hòa với biên độ 1 mm. Cho nguồn S dao động với biên độ 1 mm. Lên xuống nha. Chu kỳ là 4 giây. Theo phương song song với mặt phẳng hai phe và vuông góc với hai phe. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc S bắt đầu dao động. Lúc nào? Kể từ lúc S bắt đầu dao động đến khi tại ô thu được con sáng. Hơi bị tư duy ha. Bài này thì nó cũng hơi lằng nhằng một chút xíu nhưng mà bù lại nó rất là tư duy. Chúng ta cố gắng ra. Thế điều gì xảy ra, chúng ta phân tích hiện tượng tí nha em. Nếu điều gì xảy ra nếu nguồn S của chúng ta dao động em này. Nguồn S chúng ta đi lên thì hệ thống vân hồi nãy chúng ta nói rồi nó sẽ đi xuống ngược ông em à, là ngược nha. Cái thứ hai là nguồn ép đi lên và tối đa đi lên mấy 1 mm thì chúng ta coi thử hệ thống vân sẽ dời xuống bao nhiêu à, sau đó tí nữa thằng ép của chúng ta nó đi xuống thì hệ thống vân lại đi gì, đi lên. Như vậy các bạn để ý hệ thống vân nó cũng sẽ dao động điều hòa đúng không, giống như anh ép. Tuy nhiên nó như thế nào? Ngược pha so với anh S. Thứ hai là cái anh S ảnh dao động với biên độ là mấy? Ảnh đi lên trên tối đa là 1 mm. Mà khi ảnh đi lên trên 1 mm thì hệ thống vân ta đi xuống mấy mm? À, thì chúng ta cần phải tính ra. À, như vậy ở đây qua cái phân tích vừa rồi thì các bạn thấy rằng thứ nhất hệ thống vân dao động điều hòa lên xuống ngược pha so với nguồn S. Và thứ hai là cái biên độ nhá. Được chưa các em? Về khoảng vân nó không hề thay đổi nha. Rồi, đầu tiên chúng ta xác định. Biên độ của nguồn S là 1 mm. Ta suy ra biên độ của hệ vân. Thì rất là đơn giản thôi, chúng ta lập luận như thế nào các em ạ? Nếu nguồn S chúng ta lên trên 1 mm thì hệ thống vân ta dời xuống tối đa thì áp dụng công thức hồi nãy em. Đúng chưa em ạ? Ta chọn chiều dương là chiều hướng lên này. Thì lúc này các bạn thấy nguồn áp chúng ta dao động với biên độ mấy? Phương trình dao động của nguồn áp này. Biên độ là bằng biên độ mấy? Biên độ 1 này. Omega 2π chia tay 2π chia 4 là 1π như thế này. Bạn đi theo vị trí cân bằng theo chiều gì em này? Chiều dương. Đấy. Sao cái chỗ đây thầy viết hơi nhanh về cái chỗ x này các bạn coi thấy được không? X đây là gì các em à? Đây là phương trình của dao động điều hòa nhưng mà của nguồn S. Thì suy ra hệ vân đây em. Vân đây trừ d ngay đầu 2 x đồng tấm gọn đi nhá. Đưa dấu trừ vào bên trong nha, chúng ta đưa dấu trừ vào bên trong nha. Đây, chỗ biến đổi này coi thấy được không? Thì đó chính là cái dao động điều hòa của một cái vân bất kỳ nhé. Vân bất kỳ của chúng ta nó sẽ dời 2 mm và dời theo hướng nào em ạ? À? Thằng S đi lên theo vị trí cân bằng theo chiều dương thì thằng hệ vân ta đi xuống. Đó.
cũng từ vị trí cân bằng theo chiều vòng. Giờ làm thế nào để tại O là trở thành vân vân sáng? Bản thân O ban đầu nó là vân sáng, vậy theo các bạn để O trở thành vân sáng lần tiếp theo thì điều gì xảy ra? Để O trở thành vân sáng lần tiếp theo, đây ta lấy ví dụ là vân sáng lần một, hệ thống vân dời xuống có nghĩa là gì? Vân bậc một nó sẽ đi xuống, và nó đi xuống tới đâu là làm cho O trở thành vân, nó đi về như thế này. Như vậy lúc này và từ O ta lại cái nào bằng lại đi xuống, vân bậc một nhảy xuống O, thằng O thì lại nhảy xuống dưới, vậy thằng O nó sẽ đi bao nhiêu? Một khoảng vân luôn, đúng không? Như vậy thằng vân bậc một nó sẽ nhảy xuống chiếm chỗ của thằng O, thì làm cho thằng O sẽ dời xuống bao nhiêu? Khoảng vân là bằng mấy? Lambda D như vậy hệ thống vân chúng ta bây giờ bao nhiêu? Giờ như nào em này? 20, đúng nhá. Như vậy thằng O của chúng ta muốn thằng O đây trở thành vân sáng lần tiếp theo thì vân sáng bậc một giờ xuống 20 ly thì thằng đấy phải giờ đi 20 ly. Như vậy hệ vân sẽ giờ đi 20 ly. Hệ vân chúng ta dao động biên độ là 2 mà nó đang ở vị trí cân bằng, nó dời 20 ly thì nó đi về vị trí biển. Đây là thời gian này mà t là mấy giây? Được chưa? Sao được chưa các em? Cố gắng coi thử nha. Đáp án của chúng ta là câu D nha. Một giây hả? Có cần giảng lại chỗ nào thì các em nhắn tin ngay cho thầy luôn vào cái thời điểm này nha. Sao được không các em? Có vấn đề gì thắc mắc không? Để cho các bạn coi thử có một cái thời gian lặng một tí để chúng ta coi thử có vấn đề gì không. Sao? Lần này có giải sai không hả? Bạn nào tìm ra lỗi sai hả? Chắc sau dịch thì chắc phải dẫn đi multi được đó hả? Chúng ta làm một câu nữa rồi chúng ta nghỉ nhá, là chúng ta xong luôn cái chương sóng ánh sáng đó nha các bạn. Bữa sau chúng ta sẽ giải đề nhá, thầy đã gửi cái đề 30 câu cho các bạn đấy nhá. Bạn nào không nhận được hả thì chúng ta nhắn tin cho thầy nhá, thầy gửi cho các bạn. Chúng ta sẽ lấy một cái câu tương đối hay ở đây, đó là câu số 13, trang 56. Trong thí nghiệm giao khoa ánh sáng đơn sát với hai khe F1, F2, một màn quan sát gắn với lò xo có thể dao động điều hòa với chu kỳ 1,5 giây. Bài này từng thời là bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh của một cái tỉnh nào đó, thì nhớ nhóm nhầm của Thanh Hóa đấy bạn. Đây là cái màn này, cái màn quan sát này nó gắn với cái lò xo thì điều gì xảy ra này? Như vậy khi cái lò xo này đóng vai trò con rắc lò xo nó dao động thì cái màn này nó sẽ dao động theo. Mà khi cái màn này nó dao động theo thì làm cái đại lượng nào thay đổi hả? Khi cái màn này tới thì đoạn D nó sẽ giảm, lui D nó sẽ tăng. Như vậy nó sẽ làm cái D của chúng ta thay đổi như thế. Chu kỳ dao động riêng 1,5 giây, đây chu kỳ của con mắt lò xo nhé. Ban đầu màn nằm cân bằng khoảng cách từ hai khe đến màn là D0, đây về phần này vị trí cân bằng này. Ta thu được một hệ vân giao thoa và điểm mờ trên màn cách trung 3 mm là vân sáng bậc màn. Điểm mờ nhé. Trên màn cách và
độ là 30 ly. Lúc đầu nó là con sáng bập bạc. Đưa đến vị trí lò xo nén. Rồi thả nhẹ. Đây chính là nhiệt độ tiêu độ cho thả mà. Sau bao lâu tại mờ thu được con sán bậc 2 lần đầu. Bài này tương đối hay nha. Đọc yêu cầu đề bài. Thế tại sao em mờ ban đầu nó là con sán bậc 3 nó sẽ chuyển thành con sán bậc 2 các em? Lý do vì sao? Thì tương tự giống hồi nãy chúng ta lập luận thôi, nếu màng đi qua đây D giảm, Y giảm, Y giảm thì vân nó co lại, tức là vân sáng bậc cao nó sẽ lắng lòng chiếm chỗ, thì M sẽ trở thành vân sáng bậc cao hơn, bậc 4, 5, 6, 7 vậy đấy. Và tương tự nó màng qua bên phải tay thầy nhá, nó màng qua bên đây thì lúc này D nó sẽ tăng, D tăng thì Y tăng, Y tăng thì các vân nó nở rộng ra, thì M đây đang là vân sáng bậc 3, nó có thể trở thành vân sáng bậc 2 đây, thầy vẽ ngọ thì thầy thấy nó lồng nó là vân sáng màu. Nếu vân mà nở rộng ra thì vân bên trong nhảy ra chiếm chỗ, vân mà co lại thì vân bên ngoài nhảy ra chiếm chỗ. Lưu ý chỗ đấy nha. Vậy ta xác định được cái gì, dữ liệu gì ở đây này, cái này đấy, con sáng bậc 3 ngay lúc đầu. Sáng bậc 3 nha, Y Y chưa có ăn. Y ban đầu là được chưa nghe? Rồi, để bạn cho dữ liệu gì thêm nữa không? Hết rồi nha. Đưa màng đến vị trí lò xo nén một đoạn D0 chia căn 2. Nén một đoạn D0 chia căn 2 đây. Rồi thả nhẹ. Đây đóng vai trò là yên nè. Nhìn tay vào phóng nặng đây. Phóng A đây chứ các bạn. Đến đa lờ bằng D0 chia căn 2 nha. Được chưa? Ban đầu chúng ta đưa nó đến vị trí này. Lúc này chúng ta làm D nó sẽ tăng nha. Đang ở chỗ này D tăng. D tăng thì như thế nào? D tăng thì hiện ngay nó tăng là tăng so với ban đầu nha. D tăng thì như thế nào em? Y tăng. Mà Y tăng thì các vân nó như thế nào? Nó nở rộng ra thì vân bên trong nó nhảy ra nó chiếm chỗ. Được chưa? Vậy ta coi thử với cái D0 trên căn 2 thì lúc này vân của chúng ta đang là vân bậc 7 ha. Sao thầy phân tích vậy chúng ta hiểu chưa? Nắm được chút nào chưa? Bài này nó hơi khó một chút xíu mà. Nó chuyển thành vân sáng bậc 2 lần đầu nhé. Vậy ở thời điểm T bằng 0, D của chúng ta lúc này bằng này. D của chúng ta lúc này là bằng T0 ban đầu cộng T0 như thế nào? Được chưa nghe? Chúng ta có Y ban đầu này, M là mấy em này? Mình là 3. D bây giờ là bằng D0 cộng D0 chia căn 2. Cái này là mấy em này?
là cái này bằng 1 này. Lambda lên không gian 1 x. Cũng như các em coi nó bằng máy nha. Một phần bảy sáu. Vậy lúc này cao rồi mà nó không phải là con sáng, cũng không phải vật tối. Vậy tại thời điểm này nếu chúng ta dời màn vào thì cao của M là nó chỉ có 1,76. Vậy điều gì sẽ ra? Chúng ta thả nó ra thì D nó sẽ gì em? Giảm. D giảm thì Y giảm cho vào bên ngoài, nó làm sao lấn vào chiếm chỗ, đúng không? Vậy nó lấn vào chiếm chỗ như thế nào để M trở thành vân sáng bậc 2 lần đầu? Đây. M là vân sáng bậc 2. Chúng ta giải phương trình nào em? Chính là M bậc chưa cũ là 30 ly. Vân sáng bậc 2 thì cao nhất là bậc 2, y phải là mấy? Một chia đây không? Đấy. Vậy D hai phẩy của chúng ta phải bằng 1,5 đề không? Được chưa em? Vậy khi nào thì D hai phẩy của chúng ta bằng 1,5 D không? Số này là D không nè. 1,5 D không là nó thêm bao nhiêu nữa? 0,5 D không nữa, đúng chưa? Như vậy ban đầu nó ở đây, vậy nó đi tới vị trí này để làm sao ra 1,5 D không? Vậy theo em nó đi một đoạn bao nhiêu để được 0,5 D không? Đây là vị trí cân bằng nha. Thầy bé hãy đại cho các bạn nha. Và ở vị trí cân bằng này thì lúc này D không nha, nó thêm 0,5 D không nữa nè, thêm một đoạn này là 0,5 D không. Theo em để được 0,5 D không nữa thì cái vị trí đây phải là vị trí nào? A đây chính là bằng gì? D không với cạnh hai này, đúng nhá. Và được 0,5 D không thì đây là vị trí nào? A là nhân căn 2 chia 2 là 0,5 được 0,7. Chúng ta đi từ đây nè. Ban đầu chúng ta đang đứng ở vị trí nào? Biên, được chưa? Mà bây giờ chúng ta đi làm sao để chúng ta có độ dài là 1,5 được không? Chúng ta đi tới đây để ta được thêm 0,5 được không? Đó là 1,5. Mà thời gian đi từ đây đây là thời gian mấy à? Từ A qua đây. Vậy thời gian nó sẽ bằng mấy? T trên mấy đây? Được chưa em? T bằng mấy? Đấy, 1,5/8 tức là 3/16. 3/16 thì chúng ta sẽ được đáp án là câu cùng dây 3/16. Như vậy qua một cái thời gian chúng ta làm việc với nhau là giải quyết xong dạng bài tập cuối cùng của cái chương sống ánh sáng. Qua đây thì các bạn cũng cố gắng nhé, về nhà chúng ta hoàn thiện nốt nhé, làm nốt những cái bài còn lại ôn cho kỹ và về nhà chuẩn bị giải quyết cho thầy cái đề dao động điện từ và sóng ánh sáng đã gửi cho các bạn qua mail nhé. Chúng ta in để chúng ta làm vào điện thoại cũng được, cố gắng làm nhé. Hẹn các em vào buổi sau.